Khoan ạ. Xin chào mọi người, hôm nay mình tiếp tục lại đi bắt xế, có công việc và lấy hàng cho khách. Thì mời mọi người cùng theo chân mình và để biết cuộc sống của mình một ngày, công việc của mình như nào và sướng hay khổ nhé. Vì cũng nhiều người hỏi là sao công việc của mình sướng thế hay là lại kia thế. Thì mời các bạn theo chân mình để biết công việc của mình một ngày nó có sướng hay khổ nhé. Rồi bắt đầu. Từ nhà mình đi lên tới chợ bát xế, chợ Đào Hương thì cứ khoảng tầm 30 cây, hơn 30 cây nhé. Và cái clip ngày nay mình nói thì hơi bị dài một chút vì mình vừa đi vừa quay clip và làm lại tất cả mọi thứ, nên mọi người muốn hiểu về cuộc sống ở Lào thì có thể xem hết clip nhé. Hôm nay thời tiết rất là nóng nha mọi người. Thời tiết hiện tại mình đang ở tỉnh Bát Xế là cực kỳ nóng luôn. Nhiệt độ ở trên này cao, chênh lệch so với những chỗ mình ở là rất là nhiều. Và rất là nóng. Tại mình ngày nay đang đi lấy ít chút hàng hóa cho khách nha mọi người. Mình cũng làm cái clip này cho mọi người hiểu thêm về cuộc sống ở Lào. Sướng hay khổ hay là gì thì mọi người cứ theo dõi mình thì sẽ biết hết về cuộc sống ở Lào nhé. Mình sẽ chia sẻ mọi thứ, tất cả mọi thứ. Mọi người xem video thú vị thì cứ bấm theo dõi. Mình sẽ ra những video mới, mọi người sẽ hiểu thêm về cuộc sống ở Lào nhé. Tại đây là cung đường Lào, cung đường ở tỉnh Bát Xế. Hiện tại mình đang lên tới gần cách Bát Xế khoảng 8 cây nhé. Bình thường thì có mấy chú công an, chú sẽ làm chốt ở đây. Chú cây số 7 này thì sẽ hay có một chốt nằm ở đây. Nhưng ngày nay nắng quá sao các chú cũng nghỉ luôn. Đường Lào thì giao thông Lào thì chạy nó cũng thoải mái hơn Việt Nam, nó không áp lực ở Việt Nam bằng cái là người ta sẽ không tranh thủ. Người ta sẽ không tranh thủ như ở Việt Nam nhé. Ở Việt Nam mình thì thực tế là ai cũng tranh thủ. Đấy. Nên là sinh ra là cuối cùng là không ai nhường ai hết. Ai cũng muốn nhanh nên là nhiều lúc nó cũng tham giao thông cũng rất là khó cái chỗ, và nhiều lúc mình đi mà mình phải ngập ngừng mình không dám. Còn ở Lào đây thì đường ai người đi nhá, đường người đi thẳng thì sẽ được người ở trong ra nhường, hoặc những người đường tránh ở trong ra sẽ nhường, hoặc người qua đường sẽ phải nhường đường cho người đi thẳng nhé mọi người. Nên là những cái xe đi thẳng người ta chạy rất là nhanh, còn những ai qua đường thì phải chịu khó đứng lại nhường, chứ hiếm khi thấy những trường hợp mà cắt đầu lắm nhé. Ở Lào này thì rất hiếm. Khi người ta có qua đường thì người ta phải chờ hết xe hoặc là khoảng cách xa thì người ta mới qua đường, chứ ít khi người ta cắt ngang cái đầu giống như ở Việt Nam mình là hay có cái tình trạng như vậy nhé mọi người. Ở đây thì làn người nào người đi. Đấy, còn tham gia giao thông ở Lào thì rất hiếm khi nghe tiếng còi. Đấy, đây là mấy em học sinh rất hiếm nghe tiếng còi xe nhé mọi người, kể cả chờ đèn xanh đèn đỏ hay đông người đông đúc. Ở Lào thì người ta sống cuộc sống người ta cũng nghèo thiệt đấy, nhưng mà mình cảm thấy là cái nét sống người ta rất là văn minh nha mọi người. Mình cảm thấy nét sống rất là văn minh. Rồi về từ mọi thứ, mình sống ở đây 7-8 năm rồi, nhưng mình cảm thấy từ kể cả vấn đề an ninh, vấn đề an ninh cũng rất ok hơn là Việt Nam mình rất nhiều nhá. Vì mình thấy ở đây 7-8 năm rồi nhưng mà mình cũng chưa, thực tế mình cũng chưa gặp trước mắt trường hợp nào mà xô xát đánh nhau ngay trước mặt mình, người Lào với người Lào nhá, chưa bao giờ. Còn người Việt mình thì có. Người Việt mình thì cái máu của người Việt mình thì đi đâu nó cũng có cái máu đó mà. Còn là bất chấp. Nên là người Việt thì có nhưng người Lào không có nhé mọi người. Người Lào thì đặc biệt không có đâu. Thì rất hiếm mà thấy người ta đánh nhau, cãi nhau là quá rồi đó. Cãi nhau cũng hiếm nữa cơ. Cãi nhau hiếm. Cũng hiếm khi lắm, ra chợ lâu mới gặp được một lần cãi qua cãi lại thôi, chứ còn đụng tay đụng chân không có đâu. Có nóng tới mấy cũng không tranh chân vì người ta sợ bắt đền mà. Ở đây mà cứ ai đụng tay đụng chân trước là bị đền thôi. Đấy, nên là rất khi hiếm khi có cái chuyện này xảy ra. Đấy, giờ cái cung đường mình đang chạy là lên gần tới chợ Bát Xế, chợ Đào Hương rồi đấy. Đó. Xin mời mọi người ngày nay theo chân mình đi để hiểu thêm về công việc của mình nhá. Công việc của mình thì cũng đơn giản thôi, tự do thoải mái.
chuyên hàng hóa cho khách Việt Nam qua hoặc là khách Lào, của hàng Lào về Việt Nam. Ví dụ như là các cái đồ gia dụng rồi đồ ăn đồ uống, các cái thứ đồ ăn của Lào, ví dụ như những cái thứ tầm sùng mắm biếc này, này đó, những cái thứ đấy. Còn đây là học sinh đi học này, mọi người thấy không? Học sinh đi học thoải mái chưa? Leo trèo thích chở cái gì chở, miễn sao là tự an toàn cho bản thân mình được. Đấy, thích chở mấy thì chở. Ở đây thì cái luật người ta cũng không có khắt khe về cái chuyện mà ngồi xe như nào, hay là ngồi bao nhiêu người, hay là ngồi xe tải hay là ngồi xe chở khách chở người, không quan trọng chuyện đó nha mọi người. Kể cả xe gì cũng được, xe gì cứ leo lên ngồi là ngồi được nhé, chưa khắt khe những cái chuyện đấy đâu. Nhưng mà tự giữ an toàn cho bản thân mình thôi, của người ai thì tự giữ an toàn cho người đó, chứ không ai giữ an toàn cho mình hết. Nên là đấy, mọi người thấy không, học sinh đây làm một chuyến xe về, thuê một chuyến xe về là 4-5 thằng 6 thằng nhảy lên là đi đẹp ga đấy. Còn học sinh đây chạy xe thoải mái nhá, nhỏ cấp 2 thôi, nhưng xe máy là cứ chạy vù rồi. Nói chung là học sinh đây thì nó cũng không phải là cho phép, nhưng mà thực tế là người ta vẫn dễ dãi nên là học sinh vẫn chạy xe bình thường. Mình thấy học sinh chạy xe rất là nhiều luôn, nhưng đến lúc người ta làm ấy, giao thông người ta làm thì cũng làm cũng phạt cũng có đấy, nhưng mà thì là những cái đấy là cái tỷ lệ nhỏ. Bây giờ mình lên tới đây, tới này là tới cây số 3 rồi này. Cây số 3 tức là gần tới trung tâm rồi đó. Tới trung tâm là cây số 0. Trung tâm của tỉnh Bắc Sế là cây số 0, thì mình giờ lên tới cây số 3 rồi đây. Cuộc sống ở đây thì về cái dân mức dân sống thì người ta từ cơ sở hạ tầng thì nó cứ không giàu như Việt Nam mình. Không thể giàu được như Việt Nam mình đâu mọi người. Đó, như mình nhìn đi dọc đường đây là mình thấy cái cuộc sống của họ được, thấy không? Xung quanh đây là cái trung tâm thành phố rồi, nhưng mà những ngôi nhà đây chỉ có 2 tầng thôi. Những nhà của sếp rồi đồ này kia thì có thể là cao, thì những nhà biệt thự thì mình không nói rồi. Còn đây chung quy những nhà mọi người thấy không? Những nhà xây dựng cũng lâu rồi đấy. Nhưng mà chỉ tầm này thôi, vì nó cái mức độ phát triển người ta đang còn thấp. Đó. Mức độ phát triển người ta thua kém người Việt Nam mình mà. Người ta thua kém nhưng mà người ta được cái hay, cái là người ta văn minh. Mình thích ở đây cuộc sống người ta văn minh. Lịch sự không bon chen. Cuộc sống này ai làm thì người đấy ăn, ai làm người đấy hưởng, không làm thì không ăn và không được hưởng vậy thôi, chứ cũng không tỏ ra bon chen nhiều lắm. Ai làm gì mà kệ. Ai kiếm được nhiều tiền, ít tiền nhiều thì hưởng, mà ít thì không có xài vậy thôi nhá mọi người. Nên cuộc sống người ta nghèo, người ta về vấn đề kinh tế này kia người ta chậm phát triển, nhiều cái người ta không làm được như người Việt mình. Nhưng mà đổi lại thì cái sự văn minh người ta với cái sự ấy thì người ta thấy rất ok nhá. Nên là mình mới đầu chưa qua Lào thì cảm thấy sống ở Lào nó, mình cứ nghĩ là nó sẽ nhiều cái nguy hiểm, rồi là nói chuyện sống súng ống rồi này kia, nói chuyện ghê gớm lắm. Nhưng mà ở Lào là cái đất nước yên bình nhất, mình đi cũng mấy nước rồi, nhưng mà mình thấy ở Lào là một cuộc sống của nó yên bình nhất nha mọi người. Yên bình hơn cả Việt Nam mình. Mình là người Việt Nam mình, nhưng mình nhận xét là nó sống yên bình và sống sướng hơn người Việt Nam mình. Nếu mà đồng tiền Lào không lạm phát thì không, hầu như là người Việt Nam mình qua đây không bao giờ bỏ Lào về đâu nha mọi người. Không bao giờ đâu. Vì đất nước, cái cuộc sống mà cái làm ăn nó quá sướng, vì mình người ta chậm phát triển thì mình làm ăn mới dễ. Mình con người đầu óc hơn một xíu thì mình qua đây mình làm rất là dễ. Hiện tại là bây giờ tiền nó lạm phát thì nó chưa theo được cái nhịp sống của lạm phát, thì cái đồng tiền mình nó mình làm ra cái công mình nó không có nhiều. Vậy thôi, bây giờ mình chuẩn bị tới chợ Đào Hương rồi. Tới đây là tới sân vận động rồi đấy. Tới chợ Đào Hương. Đấy, chợ này là chợ lớn nhất của tỉnh Bắc Sế đấy mọi người. Chợ này là có cái lớn vì là nó là trung tâm giao thương giữa kiểu là Việt Thái Lào. Vì nó cách cửa khẩu của Thái thì khoảng 3-4 cây thôi nha mọi người. Rất là gần cách cửa khẩu Thái. Từ đây mà chạy thẳng qua cái cầu dài đó, là qua sông Mekong, là mình chạy thẳng lên mấy chục cây nữa là mình tới cửa khẩu Thái thôi. Và cái trung tâm giao dịch hàng hóa từ đây lên Thái là chủ yếu nhá. Chủ yếu hàng Thái rất là nhiều. Hàng Thái với hàng Việt Nam mình. Nên là đây là cái trung tâm để trung chuyển của cái miền phía ngoài này. Ở đây mình ngoài đây gọi là miền Nam hay miền Trung ta. Cái này thì mình cũng không tìm hiểu nhiều lắm, nhưng mà nó là
phía này là miền Nam rồi. Phía này là miền Nam, khả năng là miền Nam của Lào rồi. Đó là cái trung tâm hàng hóa trung chuyển lớn nhất ở phía ngoài này nhé, cái chợ tỉnh Bát Xế này. Đó, đây là mình đang đi dọc kèm theo cái chợ, những cái nhà này, nhà chợ này, nhà bên tay phải mình là nhà chợ đó. Đó, bây giờ mình sẽ phải tìm cái bãi đậu xe nên là mình sẽ tiếp tục quay video sau nhé. Và công việc của mình một lần đi nhưng mà kết hợp là rất là nhiều việc nha mọi người, nên mọi người hôm nay cứ theo chân mình thì sẽ biết được là mọi việc của mình nhé. Sẽ đi vô trong chợ và lấy một chút hàng, ít hàng cho khách nhé. Khách ngày nay dặn mình ít hàng lấy về Việt nên mình sẽ lấy, và tí mình sẽ quay lại cho mọi người cùng xem để biết về cuộc sống của Lão nhé. Trả tiền vé xe đã. Sao đây? Chịp phân bỏ. Ok. Ôi, em bỏ. Thôi rồi bỏ. Chạy. Đó. 10.000 nha mọi người. Ở đây thì họ trên xe thấy không? Trước họ sẽ chờ mình. Họ sẽ chờ mình chứ người ta cũng không cố len lên để người ta vô đâu nhé. Đường thì mỗi người đều chờ nhau hết. Ở đây cái cuộc sống thì mình thấy ở đây nó hay ở cái chỗ đó. Người ta hay ở, người ta còn hay ở cái chỗ đó. Giờ mình sẽ đi vào trong, mình sẽ tìm chỗ để xe bên kia hay để bên này nó hơi nắng. Mình sẽ quay ra và để qua hướng bên kia nhé. Hướng này hơi nắng, nắng quá là nó chốc đồ đạc mình lên đâu. Đi vào đây. Thì ở trên này nắng lắm mọi người. Bát Xế là siêu nắng luôn. Nếu mà công việc mình mới lên đây chứ còn không công việc là ở đây không nổi đâu mọi người. Ở một lúc là chịu không nổi luôn. Nó nóng quá nóng. Nhiệt độ nó cao hơn là nhiệt độ ở dưới chúng mình rất là nhiều. Và đây cũng không có chỗ nào mát mát được xe rồi. Ngày nay xui rồi. Ngày nay hơi bị xui vì nó không có chỗ nào mát để đậu xe hết. Rồi, cuối cùng cũng không tìm được chỗ đậu xe. Chấp nhận đầu ngoài nắng nha mọi người. Nắng quá. Mà chấp nhận thôi. Rồi mình sẽ đi vào trong cái trong chợ và mình về chợ rau. Chợ bên đấy là chợ rau nhé. Mình đi vào trong thì mình lấy một chút hàng hóa, số cái đồ để cho khách. Sẽ lấy ít đồ này để cho khách cửa khẩu. Mình chuyên hàng hai chiều Việt Lào Thái. Mọi người có cần gì thì cứ inbox trực tiếp cho mình sẽ báo giá ok thì mình sẽ chốt và lấy hàng cho mọi người nhé. Đây những cái hàng này là những hàng nhôm Thái. Và mình lấy xong rồi thì giờ mình sẽ đi ra phía này và mình mua ít mắm bà đẹp, tức là mắm để người ta làm tẩm sụng ấy nhá. Mì bà đẹp cơ nì bỏ. Nì. Ồ, tẩm nua. Tôi nì làm tan phết. Cập. Không mà thay hụi không vâng. Cập bà đẹp nì mì bỏ. Bà đẹp tẩm nua này bỏ mì ra tôi làm tan phết. Mi bà đẹp, mi bà đẹp Tony bỏ. Tony. Bớt ra. Của mi bỏ. Mình vừa hỏi mua mắm xong mong được thì bây giờ mình qua để mua ít đồ thủ công với kệ giỏ tre cho khách nhé. Đây thì chuyên đồ thủ công với các loại đồ giỏ tre. Ở đây thì là cái chỗ trung tâm bò xỉ nên là nó tất cả đầy đủ các đồ về thủ công với nghệ đồ dùng hàng ngày nha mọi người. Từ những cái, đây là những cái tiếp khẩu, là những cái đồ để đựng cơm đấy. To nhỏ đủ các loại. Từ to đến nhỏ đó, đây như người ta sẽ đựng xôi, chứ không phải cơm. Xôi người ta sẽ đựng vào đây và đem đi làm. Từ to đến nhỏ vào đây là những cái để người nấu xôi này. Đó nên là tất cả đầy đủ hết. Nên mà mọi người vì có nhu cầu cần gì thì cứ inbox trực tiếp cho mình. Đó, những cái cối này, cối để làm tầm sụm này. Đó, đầy đủ hết. Nên là ngày nay thì mình lấy cho khách một số hàng cũng ở đây nên là mình sẽ quay lại cho mọi người cùng xem luôn nhé. Và xong bên hàng đó thì giờ mình chuyển sang lấy ít quần áo
để về cho khách nhé, vì khách yêu cầu gì thì mình lấy cái đó. Và bên đây là cái gian hàng chuyên quần áo, chuyên những cái đồ váy của Lào này, áo Lào này, đó nên đầy đủ hết. Và đây là cái, những cái trung tâm này bán rất là lớn và giá cả thì rất là cạnh tranh nha mọi người. Và mình hỏi người ta là loại nào và dẫn mình đi coi xem là loại nào nhé, vì mình phải coi và chụp hình để báo cho khách xem đồng ý thì mình những mẫu nào thì mình sẽ lấy cho khách nhé. Cái này gọi là cái xỉn, người Lào người ta gọi là cái xỉn, nhưng mà mình Việt Nam mình là cái váy nhé. Váy nó rất là đủ các loại màu sắc, màu mè rất là đẹp, mình nhìn qua cũng thấy rất là đẹp. Người ta người Lào người ta hay mặc những cái kiểu như này nhá. Và người Việt mình bây giờ người ta cũng lấy về nhiều để bán và để mặc, rồi mình cũng lấy cho khách rất là nhiều. Và giờ mình qua đây để lựa thêm ít áo nữa để cho khách, áo của nữ. Okay. Và giờ mình chuyển qua gian hàng này để lựa ít áo nhé, áo cho khách. Khách yêu cầu lựa ít áo thì mình sẽ lựa ít áo và một số mẫu áo cho khách. Ở đây thì cũng đầy đủ cả, mình chỉ quay sơ để cho mọi người xem thêm, được mọi người cần biết chi tiết thì cứ inbox trực tiếp cho mình nhé. Và bây giờ xong thì mình sẽ chạy qua phía bên kia để lấy ít hàng nhôm thấu mỹ nghệ. Ở đây mình đang đi luồn trong cái chợ trong của tỉnh Bắc Xê đấy nhé. Chợ này thì hầu như bán đầy đủ tất cả các loại nhé, vì là cái chợ trung tâm đầu mối mà, nên là không thiếu một thứ gì cả. Bây giờ mình sẽ đi xuyên qua bên kia. Đó, những cái gian hàng này là gian hàng về bên lưới này, câu cá này, đồ lạc song này. Nói chung đến giờ chiều thì người ta đóng cửa, cũng nhiều quán người ta đóng cửa, chứ vì ở đây người ta chỉ bán buổi sáng thôi. Tới chiều tầm 3 giờ trở đi thì người ta bắt đầu là đóng cửa và thu dọn và quây bạt kín lại rồi nha mọi người. Còn một số cửa hàng bán sau thì người ta vẫn bán. Đó, bây giờ mình sẽ đi qua đây và mình lấy một số cái mẫu đồ nhôm, thấu nhôm của Thái để về cho khách. Lấy xong chưa chị ơi? Hàng thì mình đã đặt sẵn nên bây giờ đến thì mình chỉ việc thanh toán tiền và lấy hàng về thôi nha mọi người. Và ngày nay cái chỗ bán hàng nó không có người phụ để bốc hàng ra, thế mà cái thùng hàng nó nhỏ nhỏ thế thôi, tiện mình sẽ bốc ra xe, tự mình sẽ đưa ra xe luôn cho nhanh nhé. Vì chờ họ thì rất là lâu, người ta bận rất nhiều việc. Thế thôi mình muốn nhanh thì mình tự xử luôn. Trời ngày nay là nắng lắm nhé mọi người. Và ngày hôm nay thì mình nói từ đầu rồi, cái clip mình làm rất là dài vì mình làm thực tế chi tiết. Nên là mình làm rất là dài nhé, không có cắt ghép gì nhiều nên mình làm rất là dài. Bây giờ mình đặt đồ bên này rồi thì bây giờ mình sẽ tiện mình sẽ xách ra xe luôn. Mình đi vòng qua đây và mình sẽ xách ra xe, bỏ xe cho gọn. Nếu chờ người ta đem ra cho mình thì người ta bận nhiều nên thôi, mình ít thì mình tiện mình xách bỏ xe luôn nhé. Và hàng hóa mình lấy cũng gần như đủ mọi thứ rồi, thì bây giờ mình cũng chuẩn bị là đi về nhé, chuẩn bị hết một ngày. Siêu nóng, lên ở đây thực sự là mình đi công việc thôi, còn mà lên đây đi chơi thì sợ luôn nhá, không dám chơi đâu, nóng lắm, nóng cháy da đi thịt, nóng chịu không được. Ôi trời nó nóng. Rồi vậy là kết thúc công việc một ngày của mình, mọi người có thấy sướng hay khổ ạ? Cũng không sướng mà cũng khổ đúng không? Và xin chào mọi người, hẹn mọi người video sau. Nhớ thấy vũ thú vị thì nhớ bấm like và bấm đăng ký để ủng hộ kênh mình nhé. Mình sẽ làm nhiều video về thêm về cuộc sống ở Lào nữa. Dù vấp ngã cũng vững dậy, dù thiếu thốn vẫn mỉm cười.